Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn là một số các cái mẹo vặt khi dùng khăn ướt. Đó là dùng khăn ướt có thể tẩy được những cái sơ vải mà bám trên quần áo. Khi chúng ta giặt xong chúng ta mặc thì nó hay có những cái sơ vải bám trên quần áo, trông nó rất là phản cảm, rất là mất thẩm mỹ. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo dùng khăn ướt để xử lý những cái sơ vải này nha. Đó là khi các bạn giặt quần áo đấy, các bạn thả cùng với quần áo vào thêm vào trong cái máy giặt đấy một chiếc khăn ướt. Thì chiếc khăn ướt này nó có tác dụng như một cái vật để hút những cái sơ vải, hút những cái sơ vải nó bám vào những cái khăn ướt đấy, nó không bám trên quần áo chúng ta nữa. Đây là một cách rất là hay để chúng ta loại bỏ những cái sơ vải bám trên quần áo. Và các bạn chú ý nhé, không nên cho quá nhiều khăn ướt vào trong máy giặt. Chúng ta chỉ nên cho một cái thôi. Và các bạn, một điều nữa là các bạn nên chú ý là khăn ướt này nó phải đủ dày. Cách kiểm tra cái khăn ướt nó đủ dày đó là các bạn thử xé thử xem nó có rách không. Nếu như không rách được thì là đảm bảo. Một cái điều nữa mà các bạn cần chú ý đó là trên khăn ướt này nó có một số các mùi hương thơm nhất định. Nếu như các bạn không thích dùng khăn ướt có mùi hương thơm thì các bạn có thể chọn những cái loại khăn ướt mà nó không có mùi gì cả. Đấy, các bạn chú ý nhé. Và một điều nữa khi sử dụng khăn ướt để hút những sơ vải thì trong máy giặt đó là các bạn đừng nên thay khăn ướt bằng khăn vải. Điều này sẽ không có tác dụng. Hy vọng với cái mẹo vặt vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn đó, các bạn có thể là loại bỏ được những cái sơ vải đáng ghét bám trên quần áo chúng ta gây rất là mất thẩm mỹ. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè được biết và nhấn like, nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt các bạn.